Thanh Mai xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video clip phần 2 khám phá những địa danh nổi tiếng trên thế giới. Thì trong video clip phần 1 thì Thanh Mai đã chia sẻ cho các bạn 8 địa danh rất là thú vị và thu hút rất là nhiều du khách trên thế giới. Và trong video clip phần 2 này thì Thanh Mai tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn thêm 8 địa danh nữa. Đây là những địa danh rất là nổi tiếng, rất là đẹp và thu hút rất là nhiều du khách đến đây. Và Thanh Mai dẫn du khách của mình đến đây tham quan rất là nhiều lần trước đại dịch Covid-19. Và trong video clip này thì Thanh Mai xin mời các bạn chúng ta ngắm qua những cái địa danh nổi tiếng này nha. Thanh Mai hy vọng rằng là thế giới chúng ta sẽ hết Covid sớm và các bạn sẽ cùng Thanh Mai có những trải nghiệm thực tế với những địa danh này nha. Địa danh đầu tiên mà Thanh Mai muốn dẫn quý vị và các bạn đi tham quan đó chính là Monaco, nó nằm ở Trung Quốc nha các bạn. Tại vì trên cái cung đường mà các bạn đi tham quan cựu trại câu á, nó là thiên đường hạ giới đó, thì các bạn sẽ có cơ hội đi tham quan khu thắng cảnh Monaco trước. Thì các bạn biết rồi, khu thắng cảnh Monaco nó nằm ở thôn Moni, huyện Tùng Phan, thuộc châu tự trị của dân tộc Tạng. Và cách trung tâm thành phố Thành Đô nó khoảng là 300 km. Khu thắng cảnh này thì bao gồm mà khu rừng nguyên sinh nè. Đó, trên cung đường các bạn thấy không? Những cái khu rừng nguyên sinh rất là đẹp. Mà Thanh Mai đi vào cái mùa này á, cái cây nó các bạn nó bắt đầu nó đổi màu đó các bạn. Trời ơi, màu rất là đẹp luôn. Đó, thì các bạn sẽ thấy hồ nước trên núi cao. Rồi các bạn sẽ thấy suối nước nóng nè, thác nước đá vôi nè, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp luôn. Đó thì các bạn biết rồi, Monaco là một trong những cái khu thắng cảnh đẹp nhất trong dãy núi Hàng Long và được biết đến như là khu dự trữ sinh quyển thế giới, đó là di sản thiên nhiên thế giới và địa cầu xanh 21 của Liên Hợp Quốc, với tổng diện tích là 160 km² và nó nằm ở độ cao là 2.800m đến 4.070m so với mực nước biển. Thác nước khoáng chất lớn nhất thế giới đó chính là thác Tracap hay là còn gọi là Chaga. Nó chiêm ngưỡng được cái sự vĩ đại của ngọn thác lớn nhất Trung Hoa, chảy từ độ cao 104m, dòng nước 35m, trải dài trên 5km. Và khi mà chúng ta tham quan ở đây nè thì chúng ta có thể là chụp ảnh lưu niệm, chúng ta có thể leo lên cái đỉnh thác luôn đó các bạn. Nó có cái bậc cầu thang này các bạn thấy không? Đó, các bạn có thể đứng ở dưới đây, các bạn có thể chụp hình với cái thác tuyệt đẹp. Còn nếu không thì các bạn cũng có thể trèo lên trên đỉnh thác và các bạn nhìn thấy một cái khu vực hồ rất là đẹp, rực rỡ sắc màu luôn đó các bạn. Đây là một địa điểm tham quan vô cùng thú vị và hấp dẫn. Thì mà khi mà các bạn đến đây đó thì các bạn từ cái khu vực mà các bạn xe các bạn dừng lại đúng không, thì các bạn sẽ đi bộ khoảng tầm 20 phút để lên khu vực của đỉnh thác. Đó, trên con đường đi thì các bạn sẽ thấy được rất là nhiều dòng chảy. Nó chảy đẹp vô cùng luôn đó các bạn. Các bạn thấy được rất là nhiều những cái rừng cây chuyển màu sắc rất là đẹp luôn. Đó, khi mà các bạn đến đây đó thì các bạn có cảm giác như các bạn lạc vào một cái chốn bồng lai tiên cảnh. Các bạn đảm bảo luôn, các bạn đến đây á, là các bạn sẽ muốn chụp hình hoài luôn. Và các bạn không muốn đi ra luôn đó các bạn. Nó đẹp vô cùng. Các bạn có thể nghe được tiếng chim kêu, các bạn có thể thấy được tiếng róc rách của nước chảy. Đó, các bạn có cảm giác như là các bạn muốn như là ở đây hoài luôn và không muốn đi ra luôn. Nó đẹp vô cùng tận. Đặc biệt là những cái bạn mà thích sống ảo đó các bạn, thì đây là một nơi tuyệt vời cho các bạn chụp hình. Các bạn nhớ đến đây tham quan sau đại dịch Covid nha các bạn, rất là đẹp luôn. Địa điểm tham quan du lịch thứ hai mà Thanh Mai muốn dẫn các bạn đi tham quan đó chính là Thái Lan nha các bạn. Thái Lan sở hữu rất là nhiều những địa điểm hấp dẫn du khách. Trong đó thì không thể không nhắc đến chợ nổi Pattaya, một khu chợ độc đáo của xứ sở Chùa Vàng. Và những mặt hàng được bày bán ở đây thì rất là đa dạng, nhưng mà rất là hấp dẫn nhất thì vẫn là những cái món ăn vặt đường phố hấp dẫn, cùng với những chiếc thuyền đầy ắp hoa quả tươi ngon, luôn là những mặt hàng hấp dẫn du khách. Đó thì các bạn biết không, là cái chợ nổi Pattaya này đó, được đưa vào hoạt động vào năm 2008. Khu chợ này thì có diện tích lên khoảng 100.000m² và có tên gọi đầy đủ là chợ Bốn Miền. Đó thì nơi đây được quy hoạch và chia thành 4 khu vực riêng biệt, tượng trưng cho 4 miền của Thái Lan bao gồm Bắc, Trung, Nam và vùng Đông Bắc. Mỗi khu vực lại bán những vật dụng hàng hóa, sản vật đặc trưng của từng vùng miền. Không chỉ khác biệt bởi các mặt hàng được bày bán ở đây, thì lối kiến trúc trong các khu chợ ở Pattaya Thái Lan cũng mang đến nét riêng rất là đặc trưng.
Như là ở khu miền Bắc bạn sẽ thấy những ngôi nhà có mái nhọn, có phần đơn giản. Nhưng tới khu miền Nam thì các bạn thấy ngôi nhà ở đây được trang trí bằng những họa tiết chạm khắc rất là tinh xảo. Lang thang trong khu chợ này thì bạn cũng sẽ bắt gặp rất là nhiều hàng quán bán trái cây nè, rồi bán đồ lưu niệm, đồ ăn vặt và một vài địa điểm được dành để làm khu triển lãm nghệ thuật. Cùng với đó thì show diễn với mục đích giới thiệu những cái nét văn hóa độc đáo ở Thái Lan đến với du khách cũng được tổ chức vào những buổi chiều nha các bạn. Thì khi mà các bạn đến khu vực chợ này đó thì các bạn phải mua vé vào cổng thì nó trả khoảng 200 đến 3 khoảng 200 bạc nha các bạn, khoảng 70 ngàn cho cái vé vào cổng nha các bạn. Đó, khi mà các bạn vào đây nè các bạn sẽ đi vòng vòng, các bạn mua bất cứ những cái đồ ăn vặt nào nè. Đó, các bạn thấy những cái thuyền nè bán trên sông nè. Đồ ăn ở đây rất là ngon nha các bạn, đồ ăn Thái Lan nó mang khẩu vị vừa cay cay vừa chua chua, nó rất là ngon. Và đặc biệt là các bạn đừng có quên vào trong chợ nổi nè, các bạn mua cái xôi xoài đó các bạn ha, đó là cũng rất là nổi tiếng ở đây luôn. Và các bạn có thể đi từ khu vực này qua khu vực khác, đặc biệt là các bạn cũng có thể thuê cái xuồng chèo đó các bạn ha. Đó, các bạn có thể là đi, người ta chèo cho bạn đi khoảng tầm 30 phút dòng theo những cái khu chợ này. Đó, đây các bạn thấy không, đây là những cái món ăn rất là ngon ha. Đó, thì các bạn sẽ thấy được toàn cảnh của khu vực chợ nổi Pattaya. Đây là một địa điểm vô cùng thú vị, hấp dẫn. Các bạn không chỉ được ngắm cảnh, biết được văn hóa của Thái Lan mà các bạn cũng có thể được thưởng thức nhiều đặc sản vô cùng hấp dẫn và thú vị ở đây. Điểm tham quan thứ ba mà Thanh Mai muốn dẫn quý vị và các bạn đi tham quan đó chính là ngôi nhà gấu trúc Thành Đô, nằm cách thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc khoảng 10 km. Thì trung tâm nghiên cứu và bảo tồn gấu trúc Thành Đô được thành lập vào năm 1987. Đây là nơi nghiên cứu và bảo tồn gấu trúc lớn nhất ở Trung Quốc hiện nay. Trung tâm hiện có 195 cá thể gấu trúc trong danh sách nuôi dưỡng. Và các bạn biết không, là trên thực tế đó thì nó chỉ có khoảng là 95 con thôi đang sinh sống tại đây, vì số còn lại đã được các vườn động vật nhiều nước trên thế giới hoặc là các địa phương khác ở Trung Quốc mượn hoặc là thuê về nuôi. Gấu trúc thì chỉ sinh sống ở các tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ở Thiểm Tây và Cam Túc. Và hiện nước này có hơn 2.000 cá thể gấu trúc, trong đó thì 70% được phân bố tại tỉnh Tứ Xuyên. Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn gấu trúc Thành Đô được gọi với cái tên đơn giản là công viên gấu trúc. Mỗi năm thì cơ sở này đón khoảng 3 triệu du khách tới tham quan và ngắm những chú gấu trúc vô cùng dễ thương. Thức ăn chủ yếu của gấu trúc là thực vật nè, rồi cành lá non, trứng và một số loại côn trùng. Gấu trúc này đang trong tình trạng đe dọa nghiêm trọng vì đặc điểm sinh sản ít, tỷ lệ con chết cao. Khi mới sinh thì gấu trúc chỉ dài khoảng 15 đến 17 cm, không có lông. Đến tháng thứ 9, đến khoảng 9 tháng tuổi thì gấu trúc bắt đầu ăn tre trúc nè. Đến 18 tháng tuổi thì chúng bắt đầu sống tự lập. Gấu trúc trưởng thành có thể cao 1,5 m và nó có thể sống tới 20 đến 30 năm tùy theo điều kiện sống. Và mỗi ngày như vậy thì một con gấu trúc trưởng thành nó phải ăn khoảng là 40 kg thức ăn. Và gấu trúc sơ sinh nóng và gấu trúc nó rất là sợ nóng, không sợ lạnh. Nên khi nhiệt độ ngoài trời khoảng 26 độ C đó thì nhân viên chăm sóc sẽ đưa chúng vào nhà mát có điều hòa. Một con gấu trúc sinh ra chỉ nặng 120 g, nhưng khi mà trưởng thành nó thì có thể nặng đến 120 kg. Và các bạn biết không, gấu trúc này á nó lười lắm các bạn ơi. Tại vì các bạn biết sao, nó ăn xong rồi nó nằm ngủ cả ngày luôn á. Thế nên là nó mập quá trời quá đất luôn này các bạn coi. Mấy cái con gấu trúc này này các bạn, nó nặng đến 120 kg. Xong rồi nó đi cả đỉnh này các bạn, nhưng mà nó dễ thương lắm. Và các bạn biết sao không, khi mà Thanh Mai có mặt tại cái khu bảo tồn gấu trúc Thành Đô này nè, trời ơi, khách du lịch nó đông quá trời quá đất. Mọi người á, các bạn biết sao không, đứng xếp hàng mà nhích từng chút một để ngắm những cái con gấu trúc này nè các bạn. Và đặc biệt á là trẻ con nha các bạn, họ đến đây nè thích lắm luôn. Đó, nhìn những cái chú gấu trúc lớn và thậm chí có mấy cái con gấu trúc nhỏ rất là đáng yêu luôn. Các bạn nhớ đến đây tham quan một lần trong đời nha. Điểm du lịch thứ tư mà Thanh Mai muốn dẫn quý vị và các bạn đi tham quan đó chính là Hồ Nhật Nguyệt ở Đài Loan. Nếu như mà tòa nhà Taipei 101 mang đến cho bạn một cái nhìn về Đài Loan hiện đại, năng động, trẻ trung, thì phố cổ Chen Fen mang đến một nét Đài Loan hoài cổ, thanh bình, thì Hồ Nhật Nguyệt sẽ cho bạn thấy một Đài Loan lãng mạn, nên thơ, phong cảnh hữu tình.
Hồ Nhật Nguyệt hay Nhật Nguyệt Đàm là thắng cảnh có nước non nổi tiếng nhất Đài Loan, thu hút rất là nhiều du khách hiện nay. Nhật Nguyệt Đàm nó nằm ở trên Chu Nam Đầu của Đài Loan, là một cảm hứng cho nhiều tác phẩm thơ ca cũng như là bối cảnh cho các bộ phim truyền hình ăn khách tại Đài Loan. Ở độ cao 748m so với mực nước biển thì Nhật Nguyệt Đàm là hồ nước ngọt lớn nhất ở Đài Loan. Nơi đây thuộc khu thắng cảnh quốc gia Hồ Nhật Nguyệt, được quản lý bởi nhà nước. Nó là hồ nước lớn nhất ở Đài Loan. Khu xung quanh hồ là nhà của bộ tộc người Thiệu, là một trong những thổ dân của Đài Loan. Hồ Nhật Nguyệt bao quanh những cù lao nhỏ được gọi là lạp lỗ. Phía đông của hồ trông giống như mặt trời, nên khi đó phía tây trông giống như mặt trăng, do đó mà hồ được gọi với cái tên là Nhật Nguyệt. Hồ Nhật Nguyệt không cho phép bơi, nhưng mà hàng năm sẽ có cuộc thi bơi 3 km, được gọi là lễ hội bơi lội tại Hồ Nhật Nguyệt, được tổ chức vào dịp Trung Thu. Lễ hội bơi lội tại Hồ Nhật Nguyệt được tổ chức lần đầu vào năm 1983 và lọt vào danh sách 50 giải bơi lội hàng đầu châu Á và 100 giải bơi lội hàng đầu thế giới. Tất cả mọi người trên 10 tuổi có thể bơi quãng dài đều có thể tham gia, không phân biệt quốc gia. Trong những năm gần đây thì số lượng người tham gia đã đạt gần 10.000 người. Ngoài ra thì các hoạt động khác cùng thời điểm bao quanh như là bắn pháo hoa này, trình diễn đèn laser hoặc là buổi hòa nhạc thì được tổ chức ở đây. Và hồ và vùng ngoại thành xung quanh được chỉ định là một trong 13 danh thắng quốc gia tại Đài Loan. Và nó có cái đền văn võ được xây dựng khi mực nước dâng lên, từ việc xây dựng một con đập khiến những ngôi đền nhỏ phải dỡ bỏ. Và khi mà các bạn đến với hồ Nhật Nguyệt này nè, thì các bạn cũng có thể thuê xe đạp nha các bạn, đi vòng vòng quanh khu vực hồ. Nó có những cái con đường rất là đẹp luôn. Hoặc là các bạn cũng có thể thuê cái du thuyền giống như Thanh Mai đang đi nè. Đó, Thanh Mai ngồi trên du thuyền và chúng ta có thể đi trên thuyền. Thuyền nó chạy khoảng 45 phút thì các bạn có thể thấy được toàn cảnh rất là đẹp của hồ Nhật Nguyệt, rất là tuyệt vời. Điểm tham quan du lịch thứ năm mà Thanh Mai muốn dẫn quý vị và các bạn đi tham quan đó chính là khe hổ nhảy. Cái khe hổ nhảy này là một trong những cái hẻm sâu nhất hành tinh và nó cũng là đường mòn đi bộ tốt nhất trong khu vực Lệ Giang. Những du khách ba lô trước nước ngoài bắt đầu đi bộ đường dài trong khu vực này vào những năm 1980. Và khi mà các bạn muốn xuống cái khu vực khe hổ nhảy này nè các bạn, thì các bạn phải đi xuống rất là nhiều bậc thang, rất là mệt. Những cái người già lớn tuổi đó, họ mà không có thể đi bộ nổi á, thì người ta có thể thuê người gánh xuống và gánh lên nha các bạn. Chỉ cần trả tiền cho người ta thôi là người ta có thể là gánh mình xuống, gánh mình lên được ha. Thì hẻm núi hổ nhảy này nè, nó dài khoảng 15 km. Và tại điểm cao nhất của nó có độ sâu là 3.790m. Hẻm núi này được chính thức mở cửa vào năm 1993 cho khách du lịch nước ngoài và hiện là một trong những cái điểm đến phiêu lưu nổi tiếng nhất ở Vân Nam. Vào những năm 1980 thì du khách nước ngoài bắt đầu đi bộ quanh thung lũng. Và trong những năm 1990 thì du lịch được quảng bá mở rộng. Năm 2003 thì hẻm núi được liệt kê là di sản thế giới của UNESCO. Và hẻm núi hổ được chia thành 3 đoạn, gọi là hẻm trên, hẻm giữa và hẻm dưới. Toàn bộ thung lũng thì dài 18 km. Và theo hướng từ Tây Nam sang Đông Bắc, nó nằm giữa của khu vực là Tu Sao Cham Chen. Và nó còn nằm ở cái khu vực là Quang Châu, trên thị trấn Du Chu, nằm ở trên hẻm Lover. Những người sống trong khu vực này thì chủ yếu là người dân tộc thiểu số Nancy. Và đây là cái cư dân mà có thể được tìm thấy ở khu vực, đặc biệt là gần căn cứ của dãy núi Himalaya. Cái tên hẻm núi hổ bắt hồn từ một câu chuyện xa xưa. Một thợ săn đang đuổi theo một con hổ qua hẻm núi nhiều năm trước. Khi đến điểm hẹp nhất thì con hổ nhảy qua sông Chinja, thoát khỏi người thợ săn hung dữ. Hòn đá nơi con hổ thực hiện cú nhảy của nó giờ là một điểm nhìn mang tính biểu tượng, và hẻm núi được đặt tên là hang hổ nhảy từ đó. Và các bạn biết không, là gần cửa hẻm núi đó có một cái tảng đá ở giữa sông Cát Vàng, và cái tên là Tiger Leaping Frog
Mọi người nói rằng thì con hổ băng qua đó bằng cách là nhảy lên tảng đá. Đây là một huyền thoại hoặc là truyền thuyết về hẻm núi Tiger King. Những vách đá thẳng đứng nhô lên một cách ngoạn mục từ dòng nước màu ngọc lam đến đỉnh núi băng tuyết của núi tuyết. Và sông Jinja, một nhánh của sông Dương Tử huyền thoại, uốn khúc đi qua các trang trại bậc thang và những rặng đá vôi hùng vĩ, tạo nên một trong những phong nền tuyệt đẹp nhất và có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào ở trong Trung Quốc. Và khi mà các bạn đến đây này các bạn, đó các bạn có thể chụp hình và có thể quay được những cái video cực kỳ thú vị với cái hẻm hang hổ nhảy này nha các bạn. Đây là một trong những cái điểm tham quan vô cùng hấp dẫn thú vị trong cái hành trình khám phá Lệ Giang. Điểm du lịch thứ 6 mà Thanh Mai muốn dẫn quý vị và các bạn đi tham quan đó chính là cổ trấn Chu Trang. Nếu như ở phương Đông ở Italy có khu phố cổ Venice tuyệt đẹp như một bức tranh thủy mặc, thì ở phương Đông đó là có cổ trấn Chu Trang, nó được mệnh danh là Venice của phương Đông. Nó tọa lạc tại tỉnh Giang Tô, nằm giữa hai thành phố lớn đó chính là Thượng Hải và Tô Châu. Thì thị trấn này nổi tiếng với cảnh phố xá xen lẫn với khu phố cổ hơn 900 năm tuổi, với các con sông, suối, kinh, rạch xen lẫn phố xá. Và Chu Trang là một thị trấn cổ tại Giang Tô, Trung Quốc. Thị trấn này được xây dựng trên con sông với dòng nước xanh vắt. Quanh năm thì các con sông, kinh rạch hay những cái cây cầu đã thu hút du khách đến nơi đây. Cuộc sống sinh hoạt của người dân Chu Trang vẫn giữ nét đẹp như xưa. Và khi chúng ta đi dạo ngắm khung cảnh hai bên bờ, những cái con đường đá cội đó, thì mọi người sẽ cảm nhận hết vẻ đẹp hoang sơ, huyền bí và yên tĩnh tại nơi đây. Một trong những hoạt động mà du khách không thể bỏ qua khi đến với Chu Trang đó chính là đi dạo quanh các con rạch ở loanh quanh thị trấn. Thì trên những cái con đường này các bạn sẽ thấy rất là nhiều cửa hàng của người dân bán những sản phẩm địa phương, hoặc là các bạn coi những cái đò chèo này ha. Đó, các bạn có thể thuê những cái con đò chèo này, thì đò chèo này sẽ chèo cho các bạn đi dòng trên những cái kênh rạch này rất là đẹp và rất là thơ mộng. Thì tùy vào cái khoảng thời gian và tùy vào cái túi tiền mà bạn trả, thì những cái đò chèo này sẽ chèo cho các bạn khoảng là 30 hoặc là 40 phút hoặc là 1 tiếng đồng hồ, là tùy các bạn nha. Thì các bạn sẽ trả những cái giá khác nhau. Đó, rồi các bạn sẽ thấy được là những cái khu nhà cổ của dòng họ Sen có nét kiến trúc gợi lại ký ức của triều đình nhà Thanh, và khu nhà cổ của người họ Trang gợi lại ký ức của triều đình nhà Minh. Đó, và du khách có thể đến thăm đền thờ cổ nhất của ngôi làng là đền thờ Chensu Daos, vốn gợi lại những ký ức từ thời nhà Tống qua nét kiến trúc của đền. Và các bạn sẽ thấy được những cái cây liễu nó rủ xuống rất là đẹp luôn. Các bạn thấy được những cái tòa nhà mang dáng dấp kiến trúc của người Hoa đó các bạn ha. Đó, khi mà các bạn đi trên những cái con đường như vậy này các bạn sẽ thấy được cái cuộc sống ở đây rất là tĩnh lặng, rất là yên tĩnh. Mà khi mà các bạn đến với Phượng Hoàng cổ trấn rồi đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái khu vực phố cổ Chu Trang này này các bạn, trấn cổ Chu Trang này này các bạn, nó còn đẹp hơn Phượng Hoàng cổ trấn rất là nhiều lần luôn đó các bạn. Đẹp tuyệt vời luôn. Đó. Và khi mà các bạn đến đây nè, các bạn đừng có quên ăn cái món chân heo các bạn, hầm các bạn. Nó rất là nổi tiếng ở đây luôn. Và đặc biệt là nó có những cái quán nè, buổi tối thì nó có rất là nhiều quán bar và có rất là nhạc, có nhạc của người ca sĩ trẻ người Hoa đó, họ hát kể cả nhạc tiếng Hoa lẫn nhạc tiếng Anh đó các bạn, rất là đẹp và rất là thơ mộng. Và đây là một nơi rất là lý tưởng cho chúng ta có thể đến đây tham quan, và nơi đây thu hút rất là nhiều, không những chỉ là du khách Trung Quốc mà khách quốc tế đến đây tham quan rất là nhiều luôn. Địa điểm tham quan thứ 7 mà Thanh Mai muốn dẫn quý vị và các bạn đi tham quan đó chính là đỉnh Fansipan ở Việt Nam.
Đây là ngọn núi cao nhất Việt Nam và cũng là cao nhất trong ba nước Đông Dương, nên được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương. Nó thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn và cách trung tâm thị xã Sapa khoảng 9 km về phía Tây Nam và nằm giáp hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu thuộc vùng Tây Bắc Việt Nam. Đỉnh Phan Xi Phăng hiện là điểm hẹn của rất là nhiều nhà leo núi. Việc chinh phục đỉnh này có thể được thực hiện qua các tour của các công ty du lịch lữ hành chuyên nghiệp hoặc là tự túc với sự hướng dẫn của người bản xứ. Và trước kia thì từ Sapa mà lên đến đỉnh Phan Xi Phăng và quay trở về thì mất khoảng 5-6 ngày. Nhưng mà hiện nay thời gian tổng cộng của chuyến leo núi chỉ khoảng 3 ngày và thậm chí là 2 ngày, hoặc là những cái người mà thành thạo hoặc là sức khỏe tốt thì chỉ có thể thực hiện trong 1 ngày thôi. Đó, tập đoàn Sun Group đã khánh thành tuyến cáp treo 3 dây lên đỉnh Phan Xi Phăng vào ngày 2 tháng 2 năm 2016. Kỷ lục thế giới Guinness World Records chứng nhận hai kỷ lục Guinness cho cáp treo của Phan Xi Phăng là cáp treo 3 dây có độ chênh lệch giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới 1410m và cáp treo 3 dây dài nhất thế giới với 6325m. Nó nằm trong quần thể khu du lịch Sun World Phan Xi Phăng Regions. Thì tuyến tàu hỏa lên núi Mường Hoa góp phần hoàn thiện và đa dạng hóa những dịch vụ trải nghiệm du lịch đặc sắc cho du khách tới thành phố trong sương mù Sapa. Và từ ga đến Mường Hoa, thì du khách sẽ tiếp tục hành trình khám phá Sun World Phan Xi Phăng Region với cáp treo băng qua dãy Hoàng Liên Sơn, chinh phục nóc nhà Đông Dương và chiêm bái quần thể văn hóa tâm linh trên đỉnh Phan Xi Phăng. Đó, các bạn thấy nóc nhà không? Các bạn thấy cái cột mốc không? Đó, từ trên cái đỉnh 3143m này nè, các bạn sẽ thấy được toàn bộ hệ thống của Phan Xi Phăng ha. Các bạn sẽ thấy được rất là nhiều những ngôi chùa. Đó, các bạn sẽ thấy được đại tượng Phật rất là lớn, một trong những cái đại tượng Phật lớn nhất ha trong ở Việt Nam ha. Đó, rồi các bạn sẽ thấy được cảnh mây ngàn gió núi. Các bạn sẽ chụp hình được với lại cái cột cờ đây, cái biểu tượng ha, 3143m ha các bạn ha. Đó, đây là một trong những cái địa điểm tham quan vô cùng hấp dẫn và thú vị, là một trong những cái nơi mà thu hút rất là nhiều du khách đến đây. Và các bạn đừng quên ha là chụp hình với cái cột cờ ha. Đây, cái cột cờ này được khánh thành vào ngày 13 tháng 1 năm 2017. Đó, các bạn thấy không? Rất là đẹp. Điểm tham quan cuối cùng trong video clip phần 2 này mà Thanh Mai muốn dẫn quý vị và các bạn đi tham quan đó chính là đồng bằng sông Cửu Long tại Việt Nam. Thì các bạn coi, Thanh Mai đang ngồi trên thuyền với lại là 40 du khách người nước ngoài đó các bạn, người Mỹ ha. Đó thì các bạn sẽ thấy nè, khi mà đến với đồng bằng sông Cửu Long á, thì các bạn sẽ có cơ hội được ngắm rất là nhiều những cái chợ nổi vô cùng đẹp. Các bạn được đi đò chèo nè, các bạn thấy không? Đó, những cái cô chèo đò như vậy ha, một cái thuyền như vậy á, là ba du khách có thể ngồi ở đây. Thì cô chèo đò này sẽ cho du khách đi vào những cái con rạch như vậy này các bạn ha. Đây là rạch Bà Năm ha. Đó thì tại sao lại gọi rạch Bà Năm? Bởi vì Bà Năm đã đào cái con rạch này, và một mình bà đào cái con rạch này, không phải là rạch tự nhiên nha, cái con rạch này con rạch nhân tạo. Nhưng mà khi mà các bạn đến với khu vực đồng bằng sông Cửu Long đó, các bạn sẽ thấy rất là nhiều con rạch tự nhiên. Đó, các bạn có thể đi thấy những cái vườn trái cây của người dân nè. Các bạn có thể thấy được cuộc sống của người dân loanh quanh cái con rạch nè. Các bạn có thấy những cái cây cầu không, bắc qua những cái con rạch này ha. Đó, để cho người dân người ta đi xe đạp ha. Hoặc là các bạn cũng có thể đi những cái con đò chèo trên những cái rặng cây dừa như này các bạn ha. Đó, đây là cái con đò chèo này đó. Thì các bạn sẽ thấy được những cái cây dừa nước nè. Các bạn sẽ thấy được cái quả dừa nước, và thậm chí các bạn cũng có thể thưởng thức cái nước cốt dừa đó các bạn ha. Đó, cái nước dừa cốt á, họ bán khoảng 10.000 cho một ly ha. Thì các bạn cũng có thể thưởng thức khi mà các bạn đến với khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thì đò chèo thường sẽ chèo cho du khách đi khoảng 30 phút dọc trên những cái con đò chèo như thế này. Đó thì các bạn sẽ thấy được toàn cảnh của khu vực đồng bằng sông Cửu Long tuyệt vời. Các bạn thấy được những cái cây cầu khỉ này các bạn thấy không? Đó, cầu khỉ là một trong những cái đặc trưng rất là nổi tiếng tại khu vực miền Tây. Đó, khi mà du khách đến với khu vực miền Tây đó, thì du khách còn có cơ hội để mà chèo qua những cái con cầu khỉ nè. Hoặc là các bạn cũng thể đến với thành phố Cần Thơ, đây là một cái thành phố lớn nhất tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Các bạn có thể đi chương trình ăn tối dọc theo sông Cần Thơ. Đó, các bạn có thể là ngắm được cảnh của Cần Thơ về đêm. Hoặc là các bạn có thể đi bộ trên bến Ninh Kiều nè các bạn, đây là khu vực bến Ninh Kiều ha. Đó, các bạn sẽ thấy là cái quang cảnh cũng rất là lãng mạn, các bạn thấy được sông Cần Thơ bên này. Còn bên phía tây phải thì các bạn thấy được những cái ngôi chùa, và đây là một trong những cái ngôi chùa cổ nhất tại thành phố Cần Thơ. Khi mà các bạn vào trong thì các bạn có thể thấy được người ta thắp rất là nhiều nhang, và nơi đây là nơi mà người dân Cần Thơ hoặc là du khách có thể đến đây để cầu mong về sức khỏe nè, cầu mong được về tài lộc hoặc là sự may mắn ha các bạn ha.
Đó, thì Thanh Mai cảm ơn các bạn rất là nhiều đã yêu thương và ủng hộ kênh YouTube của Thanh Mai. Các bạn đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh YouTube của Thanh Mai để có thể xem được nhiều video clip hơn nữa nhé các bạn. Và hẹn các bạn trong những video clip sau.